Chúng con chân thành cảm ơn tất cả quý đức cha, quý cha, quý cô sĩ nam nữ và anh chị em. Chúng ta còn đúng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu thánh lễ chiều hôm nay. Nên xin quý vị chúng ta có thể ở tại chỗ hoặc về nhanh chân chúng ta bắt đầu thánh lễ chiều nay vào lúc 8 giờ. Một lần nữa chúng ta sẽ có thánh lễ lại chào chiều hôm nay vào lúc 8 giờ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị em. Xin một tràng vỗ tay thật lớn nữa chúng ta cảm ơn nhau.